Hôm nay bên trung tâm cây giống đi giao cây chôm chôm tiến cường dạng cây lớn nha, cây lớn cây to. Cây lớn cây to thì cái hoành của cái cây thì từ 50 đến 80 hoành ha. Cái lô này thì Ly chia sẻ cũng rất là nhiều lần rồi, thì cũng có chủ đầu tư chốt 1, 2, 3 cây, chốt 3 cây rồi ha, thì bên Ly còn 17 cây nữa. Nếu anh chị này chúng ta thích trồng cái cây chôm chôm tiến cường mà dạng cỡ lớn như thế này thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Cây này chuẩn bị bốc hàng nè. Trước khi đi thì sẽ quấn băng keo dưới cái bầu lại tránh tình trạng vỡ bầu nha. Xe cẩu sẽ đi giao cái cây này ha. Đi giao là hai cây chôm chôm và những cây nhãn nữa, nhãn to ha, nhãn to nhãn lớn. Chôm chôm tiến cường là ăn trái rất là ngon nha. Trái sống mình ăn vẫn chóc vẫn giòn nha bà con. Nó đột biến từ chôm chôm Thái với chôm chôm sa hoa gá, còn gọi là chôm chôm thường. Năng suất nó cao giống như chôm chôm thường. Còn cái trái ăn nó ngọt, nó chóc giống như chôm chôm Thái, nhưng mà cái mẫu trái tròn hơn nè, mình ăn chóc hơn nữa nha. Trái này nó sẽ mọc ra thành chùm và đặc biệt là không có trái đeo. Chôm chôm tiến cường thì nó không có trái đeo giống như chôm chôm Thái nha. Cây nào cũng đang phát triển tốt nha bà con. Cây như thế này mình về trồng phục hồi thêm 5 tuổi nữa thì cây nó sẽ bắt đầu cho trái rồi. Chôm chôm thì mình ăn trái nó rất là ngon ha. Mình có thể là trồng sinh thái nè, hoặc là mình cũng có thể là trồng kinh tế. Nhưng mà những cái cây to to giống như thế này thì Ly sẽ khuyến khích cho quý bà con chúng ta trồng sinh thái. Tại vì mình trồng nó sẽ nhanh cho trái, nó sẽ ra trái ngay á. Trái chôm chôm thì nó sẽ màu xanh, nó ẩn lên cái màu vàng ha. Khi nó chín thì nó sẽ màu đỏ. Cái hình thể của trái thì nó có gâu nha, nó có gâu. Đó, nguyên một lô cây nè. Đó, nguyên một lô. Cây nào cũng có tai rất là nhiều, giống như cái nhánh này nè, tai chi rất là nhiều nha. Sau này cái nhánh này nó mọc ra là cái cây của mình nó sẽ đẹp lại. Anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng chôm chôm tiến cường hoặc là chôm chôm Thái thì cứ việc đến trung tâm cây giống nha. Mình có thể là lựa chọn từng cây theo cái sở thích của mình ha. Thì Ly sẽ quay ngẫu nhiên thôi. Anh chị nào chúng ta chốt đơn thì Ly cũng có gọi hoặc là gửi hình ảnh qua Zalo nha. Mình thích cây giống nào thì Ly sẽ gửi cho mình cái cây giống đó. Giống như cái cây này cũng rất là đẹp nè. Nó thoát thân lên cũng cao cao, ở trên thì nó sẽ nhân ra nè. Nó nhân nhánh ra từ từ. Cây này cũng rất đẹp nha. Cây được dăm ủ hết rồi. Thể loại cây giống là cái cây trồng nha, cái cây trồng đất trên 4 năm, cây đã có trái hết rồi thì bên Ly mới tiến hành bứng lên dăm ủ lại cây nào nó lú tược rồi mới giao cho quý bà con chúng ta. Về mình trồng. Ngoài cây chôm chôm tiến cường ra thì có rất là nhiều loại cây ăn trái dạng cây to cây lở ha. Bên Ly là chuyên cung cấp cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng về tất cả các loại cây ăn trái nha. Nhãn ghép hai bo nè, nho thân gỗ nè, mận, ổi, xoài, cóc, bưởi, đa dạng. Anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng thể loại cây giống gì thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi, hôm nay mình chia sẻ về cây chôm chôm tiến cường nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì alo ngay ha.